xin chào cô chú anh chị và các bạn nhá. Đấy, hôm nay gia đình mình xin dẫn mọi người đi hái trái cây dại nhá. Đấy, có những cái thỉnh thoảng có những cây táo nó mọc ở ven đường đấy mọi người. Giữa một cánh coi như là cánh rừng. Đấy, có một cây táo. Bên này là táo dại cho nên là mọi người cứ tự nhiên mà hái nhá. Tuấn đi xe hết rồi là. Hey Tony. Chua. Chua về làm trà, nấu làm trà đấy. Trên cao mà nhỉ. Bin 233 đây. Bin ơi, Bin ơi. Cái chùm ở trên đầu của mama này. Đấy, cái này là mình sắt lát cho mình sấy khô á, xong rồi mình làm nước uống ấy, làm trà đó. Trà táo. Đấy đây này, mọi người nhìn xa thì không thấy táo đâu chứ nhìn gần. Ba ba vào đi. Ba ba, có yếu. Ba ba rèn này. Mọi người. Tôi đi Nguyên. Đó. Nhiều lắm này, nhìn đây. Trên này này, cái tay đi nó này. Cơ bắp cái tay giữ một. Ok. Nè, bà bà. Quả trên okay. Mẹ này, quả trên đầu mẹ này. Vào dưới đi. Đây này. Ôi, mệt quá. Ok. Thôi nhá. Rất là nhiều trên này nhưng mà thôi. Con dự đời. Đây này, đây này. Bà giữ giờ bình hán đi. Ôi, không phải cái này. Con hán đi. Đấy, con hán đi. Đây này. Oh wow. Đây này. Đó. Còn. Nhìn thấy rất là nhiều luôn. Ok. Được rồi. Đây. Táo rất là nhiều. Rồi. Mỗi cây mình hái một ít thôi. Ok. Mình rất là nhiều cây mà, mình sẽ đi cây khác đấy nhá. Đây là trường mẫu giáo của Tony đó. Cái táo to đùng, trái to đùng luôn. Trái rất là to đấy. Cái này nó to bằng cây lúc nãy nhưng mà nó đỏ ha. Bên cầm lấy luôn đi. Cái này ba thấy nó không có bị sâu. Sâu đây. Chọn trên cao là nhìn nhiều không biết chọn trái nào luôn. Mẹ hái hết rồi. Nhiều trái đẹp. À, rất là nhiều trái luôn. Em bên kia đó không nhỉ? Đây này. Chỗ này ba cũng nói được chứ đừng nói là mama. Này. Trái nó nhiều như này cơ mà. Sao nó
Ngược thế nhỉ? Ba ba còn hái được cái gì mà ba hơi cao không? Mà bố cao hơn mà. Đây này, đó, rất nhiều. Con cũng nhảy vào được. Nếu con muốn. Nè Tony nè. Con đi say hey. Từ 8 cho con nhá. Apple nhá. Apple nhá. Apple. Hoặc là Apple. Apple hay Apple với Tony. Apple. Để ba ba đi tìm xem có halon cho con không nha. Đây mọi người, cái táo này, nhìn không? Ba con là cái rảnh quá. À luôn. Tony. Tony hôm nay là ngồi cây chỉ đạo thôi. Ngồi trên xe chỉ đạo thôi. Không trèo cây đâu ha. Đây cái táo này. À. Dãy này, dãy táo này, quả nào cây nào cũng quả to này. Cái này rụng đầy gốc luôn này. Đây này, biết đấy, cây quả này ha. Quả này ăn được ngon. Ơi. Tôi đi xuống chảy không? Này. Ngon mà đấy. Ăn được không? Được mà, ư đi. Táo rất là ngon này mọi người. Táo rất là ngon. Không có anh. Ui. Đấy, nhặt đi, chơi nhặt đi. Ok. Ok. Đó, này. Cái này ít quả nó to hơn. Ồ, quả này đã chưa này. Sướng nhỉ. Ok, này con cất vào túi nè. Này, bên kia cũng táo kìa. Ok, hết đủ rồi. Một quả. Quá nhiều rồi. Cái đỏ một to, muốn ăn một quả. Ăn cho vào túi đi mà mày. Đợi tí. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Táo à. Trái to nhỉ, sướng thế. Hơi xanh, con ăn. Ba cho ba thêm quả cho nè. Ba. Ok, được rồi. Ba. Đây mọi người. Ba ơi. Ơi, cho tôi đi nha. Tony này, cái gì đây? Apple. Apple hả? Đây, Tony có đây rồi. Apple đây. Con ăn được không? Tony ăn không? Ăn. Tony ăn ha. Đó, để anh Bin hái cho con quả nữa nhá. Đó, cái dây táo này là nó mới trồng mà, con quả lão cũng to, đã luôn. Ok, thế hôm nay là một ngày đạp xe cuối tuần và đi hái trái cây nha mọi người. Đó thì làm mấy túi về để làm trà đó. Trà táo uống mát. Bây giờ về nhà nhé. Và đây là thành quả hái táo nhà mình ngày hôm nay nha mọi người. Đó, về đem rửa sạch để ráo nước rồi mình thái lát để mình phơi khô nhá. Táo dại nhưng mà rất là to nhá. Đó, táo này là mọc dại ngoài đường luôn đó. Rất là to, cũng có trái ăn ngọt lắm. Thường thường thì nó chua. Nhưng mà cũng có cây ngọt. Chỉ có một vòng đi thôi. Đó là gần đây táo nha. Còn rất là nhiều nhưng mình hái này đủ thôi. Làm đủ để mình sấy khô thôi. Đó, còn rất là nhiều những trái cây khác nhé. Mọi người xem ủng hộ kênh nhà mình. Để mình thường xuyên làm ra video. Đi hái những trái cây dại hay là trái cây trong rừng nha mọi người. Đây là táo sấy nha mình nhá. Táo đã khô rồi đó.
uống thay trà đây. Tạo về sắt lát xong là mình sấy, sấy trong lò lớn thôi. Rất là ngon. Mình thì muốn ăn như là ăn chip luôn đấy. Khô rồi đó. Thành phẩm là như này nha mọi người. À, một mùa này là 5 tầng. 5 tầng táo như này. Là dùng đủ, mình dùng cho 1 năm nhá. Uống cho 1 năm đó. Sang năm lại hái tiếp. Rồi, xin cảm ơn mọi người luôn xem ủng hộ video kênh nhà mình nha. Để nhà mình có động lực ra nhiều video hơn để phục vụ bà con nhiều cái văn hóa hay là ẩm thực của Bắc Âu mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video sau. Bye bye.